Chào các bạn. Ở video này thì mình xin giới thiệu tiếp về một số cái thành phần khác trên giao diện của Microsoft Excel. Thì một thành phần cũng rất quan trọng đó là cái nút File. Thì cái nút File này cho phép chúng ta thực hiện thao tác trên cái workbook của mình, cái file mà các bạn đã tạo ra đó. Thì ở đây nó có nhiều thẻ, ví dụ như Info, New, Sale, Sale A, vân vân. Thì ở cái thẻ info chúng ta có một số mục, ví dụ như là vào các workbook, thì đây là nó cho phép chúng ta thiết lập những cái bảo mật cho cái file mình. Ví dụ như các bạn có thể đặt mật khẩu cho file, thì có nghĩa là để mở cái file đó ra thì đòi hỏi người dùng phải biết được cái mật khẩu của file này. Đúng không? Hoặc là bên cái thuộc tính thì các bạn có thể thêm cái tiêu đề, hoặc là thêm cái loại của nó, và một số những cái thông tin khác nữa. Rồi về cái thẻ new, new thì cho phép chúng ta tạo mới một cái workbook, blank workbook, đó là tạo một cái workbook trống, và cái này chúng ta thường hay làm, hoặc là tạo theo những cái mẫu có sẵn. Ở đây các bạn thấy là Excel nó cung cấp cho chúng ta sẵn một số những cái mẫu ở đây, cũng rất là đẹp. Open là chúng ta sẽ mở một cái file mà chúng ta đã tạo ra trước đây. Ví dụ như các bạn đã tạo ra một cái file và các bạn lưu đâu đó, thì các bạn muốn mở nó, cái recent workbook là nó luôn là những file mà chúng ta mở gần đây. Ví dụ như các bạn lưu vào một CLD, OE gì đó, thì các bạn chọn vào center rồi chọn row nó, rồi tìm tới cái nơi để mở. Rồi sale, sale thì đó là lưu, thì lưu lại các bạn có thể lưu ở bất kỳ cái vị trí nào trên máy tính của các bạn. Ví dụ như ở đây máy center, chúng ta chọn row và chúng ta chọn nơi lưu chẳng hạn đó, đặt tên file rồi lưu, bấm sale. Và lưu thì chúng ta cũng có thể chọn được những cái tùy chọn, rất là nhiều tùy chọn ở đây, và tùy theo nhu cầu mà các bạn chọn. Mặc định của nó là XLS, chúng ta có thể lưu với dạng PDF hay là lưu với những cái phiên bản trước 97 hay là 3 chẳng hạn. Rồi Sale A, thì các bạn thấy ở đây hai này giống giống nhau không? Sale và Sale A. Như vậy nó có sự khác biệt như thế nào? Thì đây chúng ta hiểu đơn giản, COE có nghĩa là sale ra một cái bản mới. COE có nghĩa là sale ra một cái bản mới. Giống như là các bạn copy ra cái bản mới vậy, mà không làm thay đổi cái bản cũ. Ví dụ như các bạn làm việc, ở đây các bạn làm một cái file gốc của các bạn là như thế này, và các bạn thêm xóa sửa gì trên đây. Nhưng bây giờ các bạn muốn lưu qua, lưu cái trạng thái hiện tại, nhưng mà lưu ở một cái file mới. Và thì để cho cái file gốc nó không bị thay đổi, thì khi đó các bạn phải chọn là save, thì cũng chọn nơi lưu vân vân, giống như là cái save thôi. Và một cái mục nữa là print, print đó là in ấn đó. Thì ở đây một số mục, ví dụ như là printer là chọn cái máy in đó, chọn cái máy in. Thì nó có nhiều. Hiện nay thì các bạn thấy giờ có một số phần mềm nó cũng giả lập cho chúng ta in rất là nhiều. Đây, ví dụ như các bạn in, cái này là in ra PDF. Và đây là cái máy in của tôi nè, đây là cái máy in thật. Hoặc là in những cái máy in qua mạng, nhân liệt kê, nó liệt kê trong này á. Thì chúng ta cần in cái máy in nào thì chọn ngay cái máy in đó. Rồi, pay setting ở đây thì các bạn chọn là pay. Ví dụ như in từ trang máy tới trang máy, ví dụ như cái workbook của bạn có 10 trang, các bạn in từ trang 1 cho tới trang 3, trang 2 đó. Rồi in, ở đâu? In cả hai mặt hay là chỉ in một mặt? Thường thường thì mình chỉ chọn in một mặt thôi ha. Rồi cái hướng của cái trang thì chúng ta có hai cái hướng, đó là cái trang đứng và cái trang nằm.
chân đứng và chân nằm, thì tùy theo cái workbook của bạn đang ở định dạng nào thì bạn chọn cái kiểu đó. Và cái tiếp theo là cái khổ giấy nè, thông thường cái giấy mà các bạn in ra thì nó sẽ ở dạng A4 đó, nó sẽ là ở dạng A4. Rồi canh lề, lề trên dưới trái phải gì đó nhân vật. Tiếp theo là cái mục share để cho chúng ta chia sẻ. Ví dụ như chúng ta được tạo xong rồi, chúng ta muốn chia sẻ một email là các bạn sẽ chia sẻ thông qua email, hoặc là các bạn sale một cái lên cloud đó là mail. Thì mail thì hiểu đơn giản đó là những cái dịch vụ mà nó cho các bạn tải file đó và các bạn lưu. Ví dụ như Microsoft thì nó có OneDrive đó, Google nó cũng có, nhân dân rất nhiều. Rồi Xbox đó, thì cho chúng ta xuất ra những cái dạng, một số cái dạng, ví dụ như đây là nó cũng xuất cho chúng ta ra dạng PDF luôn đó, vân vân rất nhiều. Một close, close là đóng cái file hiện tại lại. Ví dụ như các bạn, trong trường hợp mà các bạn tạo một cái workbook các bạn đã lưu rồi thì nó sẽ đóng luôn, còn nếu như các bạn chưa lưu thì nó sẽ hỏi các bạn là có sale hay không hay là không sale đó. Sale, không sale và cancel có nghĩa là chúng ta hủy cái đó, chúng ta làm việc tiếp đó. Rồi một số một trong cái option, option là một cái tùy chọn mà nó những cái thay đổi trên đây nó sẽ áp cho lên toàn bộ cái hệ thống mà trong máy tính của chúng ta, mà khi chúng ta xài Excel thì cái trong đây nó có rất là nhiều chức năng ha. Thì trong đây thì cái mục này nó tương đối là nó hơi nhiều á, thì chắc có lẽ mình sẽ có một cái video clip khác để mà giới thiệu cái phần này, thì phần này nó cũng phức tạp tí. Thì đó là những cái mục trong cái nút file. Rồi một cái thành phần tiếp theo của Excel nữa đó là cái chúng ta gọi đó là cái name book đó, đây nè các bạn thấy nó nằm đây, nó hiện lên đó, name book. Thì name book là cái gì? Thì đó là cái nơi mà nó chứa cái ô địa chỉ hiện thời của chúng ta. Ví dụ như ở đây cái con chó ô của tôi đang nằm đây nè, thì các bạn thấy là E8, nó hiện đây là E8 này, thấy không đó. Ví dụ như các bạn quét một cái vùng đó, đó quét một cái vùng thì nó sẽ lấy cái địa chỉ của cái ô góc trên đây đó. Và một tính năng rất là hay của cái name book nữa, các bạn muốn giả sử như các bạn muốn di chuyển tới một cái ô nào đó mà các bạn đã biết trước rồi, giờ các bạn gõ vô, ví dụ như giờ tôi muốn gõ, anh muốn di chuyển tới cái ô H50 chẳng hạn, gõ vô H50 đó, con chó chuột nó di chuyển tới ô H50 như sao đó, các bạn thấy. Rồi và cái thành phần tiếp theo nữa đó là cái gì, là cái formula đó, cái thanh formula đó. Thì cái thanh này là cho phép chúng ta gõ công thức. Thì trong Excel thông thường chúng ta có thể gõ công thức một cách đơn giản nhất là các bạn nhắc vô cái ô mà các bạn muốn gõ công thức, thì các bạn gõ vô đây nè, rồi gõ vô đó, 5 cộng 7 gì đó chẳng hạn, 5 17 chẳng hạn. Thì ví dụ như các bạn, nếu như các bạn không muốn gõ trực tiếp như vậy, khi các bạn gõ trực tiếp như vậy thì các bạn thấy nó sẽ hiển thị công thức như cái ô. Tuy nhiên nếu như mà các bạn không gõ công thức như đó, các bạn nhắc di chuyển cái con chó chuột tới cái ô đó và các bạn nhắc chuột lên cái ô formula này, các bạn gõ như được bằng đó 10 nhân 5 chẳng hạn à. Thì ở cái thanh formula này thì các bạn thấy nó có một cái nút nó hỗ trợ cho chúng ta để làm việc, đó là cái nút FX, là cái nút mà nó cho chúng ta chèn một cái hàm vào đó. Thay vì các bạn phải nhớ cú pháp của cái hàm khi học Excel thì các bạn phải thao tác với hàm, thì thay vì nhớ nó các bạn chèn vào đây đó, thì các bạn thấy có sẵn ở trên đó, nó sẽ hiển thị cho bạn cái hàm này làm gì và cách làm sao, có hết đó. Ví dụ như sum là tính tổng nè,
có nhiều cách có công thức nó Excel nó hỗ trợ cho chúng ta đó đa luôn. Rồi cái thành phần tiếp theo nữa đó là cái tiêu đề. Cái phần này các bạn cũng phải, tôi cũng đã nói ở những phần trước, tiêu đề thì trong Excel các bạn phải có những, chúng ta làm việc trực tiếp ở trên những cái ô, và những cái ô này thì nó sẽ có địa chỉ, chính là cái kết hợp giữa cái cột và cái dòng, thì đây là những cái tiêu đề cột. Trong Excel tiêu đề cột thì các bạn thấy nó đánh bắt đầu từ A, A đánh xong đánh tới Z của, rồi nó đánh hết cái sách xong các bạn nó đánh tới AA, AB dần dần, đã đánh cuối cùng là tới cái gì, XFD đó, XFD chẳng hạn. Rồi dòng dòng thì nó đánh như thế nào, nó đánh số, đánh từ một và đánh dài tới, đánh xuống tới 1 triệu mấy đó, 1.048.576. Rồi cái thành phần nữa đó là chúng ta cũng quan tâm nữa, đó là những cái thanh cuộn. Thanh cuộn ví dụ như cái file Excel của các bạn nó nhiều quá thì các bạn mới thấy tác dụng của mấy thanh cuộn này, còn ít đó thì cũng ra đây các bạn thấy thanh cuộn dọc nè, đó di chuyển các bạn thấy cái file nó chạy nè, hoặc là thanh cuộn ngang đó, thanh cuộn ngang nó giúp chúng ta di chuyển để chúng ta quản lý cái vùng làm việc của mình thôi. Rồi thì đó là những cái thành phần cơ bản, một số thành phần khác mà mình muốn nói về cái Excel này. Và tiếp theo thì mình cũng nói về một cái phần mà trước khi chúng ta nên làm, trước khi chúng ta thực hiện những cái thao tác tính toán hay là nhập dữ liệu gì vào Excel, thì đó là cái việc chuẩn bị cái môi trường làm việc cho Excel, hay là chúng ta chỉnh một số cái thông tin mà những cái thiết lập cho hệ thống, và những cái thiết lập này nó sẽ áp lên tổng một hệ thống và trong đó nó có áp lên cả Excel đó, thì chúng ta sẽ chỉnh ở cái control panel. Thì cách chỉnh là các bạn vào star nè, rồi các bạn chọn control panel đó, rồi trong đây tiếp tục là các bạn chỉnh là cái reason and language đó. Rồi tiếp theo các bạn chọn là additional setting đó, thì trong đây nó sẽ có một số mục mà chúng ta nên chỉnh trước khi chúng ta làm việc, để mà chúng ta hạn chế mà gặp phải những cái lỗi mà chúng ta không có mong muốn đó. Ở cái phần decimal symbol thì có nghĩa là cái ký tự mà dùng để phân cấp phần ngàn, có nghĩa là ba số, thường thường các bạn viết số các bạn gom lại ba số các bạn chấm phẩy gì đó, thì ở đây là các bạn quy định thì sử dụng là chấm, nó sử dụng cho chấm để nó gom đó. Rồi dấu phẩy, dấu phẩy là dùng để phân cách cái phần lẻ đó. Còn đối với cái ở đây các bạn thấy nó có review các bạn xem chứ xem hết, thì tiếp theo đó là negative sign symbol, có nghĩa là chọn những cái số âm, nếu có số âm thì thể hiện sao, ví dụ như thể hiện dấu trừ đó. Nếu như không muốn thể hiện dấu trừ thì các bạn có thể thích làm gì ký hiệu nào đó thì các bạn, mà thông thường cái này là âm là dấu trừ là chắc chạy nhìn vô là biết liền rồi ha, nên mình cũng nên chọn cái kiểu khác. Và một cái thành phần rất là quan trọng nữa là list separator, đó là ở đây nó để là dấu phẩy. Thì cái này nó tại sao tôi nói nó quan trọng, tại vì cái chỗ này nó sẽ quy định cái cách mà chúng ta viết cái hàm trong Excel. Thì trong Excel các bạn làm việc thì chắc chắn các bạn sẽ sử dụng những cái hàm này, mà hàm của nó thì nó sẽ có những cái gọi là cái đối số, ví dụ như là cái hàm nó có 1 2 3 4 5 6 đối số hàm, thì những cái đối số này nó phải được phân cấp với nhau, phân cấp với nhau, và cái ký hiệu phân cấp là gì, nó phải là cái ký hiệu nó quy định như chỗ này. Ví dụ như các bạn ghi phẩy thì trong Excel các bạn viết nó sẽ là cái dấu phẩy ở ngay đây nó chẳng hạn, ví dụ như tôi mở Excel là tôi viết mở một cái hàm thì các bạn phải đây, giả sử như việc bằng a mở ngoặc ra đó, thì các bạn thấy đây nó sẽ có những đối số, và ở đây các bạn thấy nó nè, nó cái dấu phẩy nè,
À, những cái đối số này phân cách nhau bởi dấu phẩy. Được chưa? À, phân cách nhau bởi dấu phẩy. Ừ. Giả sử bây giờ chúng ta đổi lại thử xem. Ví dụ như đổi chấm phẩy. Nào lại. À, bây giờ thì các bạn viết ra đáp án này. Sao? Các bạn thấy nó chuyển thành cái cho cái ký tự mà phân cách ra thành dấu chấm phẩy. Thì thường thường các bạn hay gặp cái lỗi này rất là nhiều, các bạn vận dụng rất nắm rất là rõ về cái cách viết này, nhưng mà các bạn không có để ý cái chỗ cái hệ thống nó đang chỉnh là gì. Thường thường là chúng ta rất là quen đó là thông thường nó phân cách là cái dấu dấu phẩy đó, mà lỡ cái hệ thống chúng ta chỉnh thì sao đó, hoặc là những cái máy khác nó chỉnh là dấu chấm phẩy thì đó chúng ta vẫn sử dụng dấu phẩy, gì đó sẽ phát sinh vấn đề. Rồi, thì đó là những cái chỉnh chỉnh về cái phần cái thẻ number này. Tiếp theo là currency, đó là đơn vị tiền tệ thì mặc định nó là đô la. Mấy cái này thì chúng ta cũng không nó không ảnh hưởng gì nhiều. Rồi time là giờ phút giây chuẩn rồi đó. Rồi một cái phần tiếp theo nữa là từ nó ở đây, đó là date, đó là chỉnh ngày, cái định dạng của ngày giờ, ngày của chúng ta. Thì các bạn thấy chủ Việt Nam của chúng ta sử dụng cái hệ thống đó là đề đề mành mành gì gì, có nghĩa là ngày tháng năm đó. Nhưng mà mặc định khi các bạn cài Windows thì nó sẽ là gì, tháng ngày năm đó. Do đó nếu như mà các bạn không có chỉnh sửa để mà các bạn không có thiết lập hệ thống trước khi các bạn nhập dữ liệu gì đó vân vân, thì khi các bạn nhập vô có thể là nhập không được, tại vì ví dụ như nó nhập hệ thống nó đang định dạng tháng ngày năm đi, nhưng mà các bạn nhập vô là 31 tháng 12 nó lỗi liền, tại vì đâu có tháng 31. Được chưa? Đó. Thì ở đây trước khi làm việc là tôi nhắc lại đó là nên kiểm tra ở đây hai cái quan trọng nhất, đó là cái ngày giờ và ở cái thẻ number, đó là cái list operator. Đó. Rồi, thì đây là cái phần mà tôi giới thiệu về cái một số cái thành phần khác của Excel cũng như là cái tinh chỉnh hệ thống. Thì cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.